Xin chào anh em, chào anh em đã trở lại với kênh xe tải của Khanh nha. Thì hôm nay Khanh sẽ tiếp tục đem hai cái mẫu xe mà có nhiều cái điểm tương đồng để mà ra mà so sánh với anh em mình, để cho anh em có thêm nhiều cái ý kiến, Khanh đóng góp ý kiến để anh em mà quyết định mua con xe nào là nó hợp lý. Thì cả hai xe hôm nay Khanh đem ra chính là cái con xe Jack N680 mới được ra mắt. Rất là nóng nha, còn rất là nóng luôn, mới ra mắt luôn. Và cái dòng xe Phao hiện tại bên cả hai dòng xe này, Khanh nói tại sao nó tương đồng, tại vì nó có một cái giá trị xe gần như là xem xe với nhau. Và cái thứ hai về cái thước thùng nó cũng gần bằng nhau, và những cái công năng nó mang lại cũng tương đương với nhau, nên là Khanh đem ra để so sánh. Còn những anh em nào mà muốn Khanh so sánh những dòng xe nào thì cứ bình luận phía dưới phần video, Khanh sẽ tìm những dòng xe đó và so sánh cho anh em mình nha. Thì hôm nay Khanh sẽ giới thiệu những cái chương trình khuyến mãi trước rồi Khanh sẽ so sánh nha. Thì cái con xe dắt mới ra lò đây là số loại mới là N680. Con này sử dụng động cơ DEV công nghệ của Đức, với dung tích máy là 3.9 20, rất là khỏe. Và cái con xe này đang có chương trình giảm giá là 22 triệu cho anh em nào đặt cọc từ đây cho tới tháng 9, 22 triệu nha. Đó, thì con xe này Khanh báo giá luôn là hiện tại đang có giá xe thùng bạc như thế này, là giá là 611 triệu trừ đi 22 triệu thì nó còn đâu đó là 589 triệu là giá xe thùng bạc như thế này. Thì giấy tờ lăn bánh thì đâu đó tùy theo tỉnh, nhưng mà nó nằm loanh quanh từ hai mấy đến 30 triệu tùy theo tỉnh nha. Rồi, qua cái con xe Phao thì con xe này hiện tại nó có chương trình còn ác hơn con xe dắt nữa, là nó khuyến mãi 100% chi phí giấy tờ và tặng thêm camera hành trình, ghế bọc da, thêm hai bình nước ure, lốp sàn, bao da, vô lăng này nọ, thì đâu đó chương trình khuyến mãi nó rơi vào tầm khoảng hơn 30 triệu. Đó là có nghĩa anh em chỉ mua bằng xe thùng thôi, còn phần giấy tờ còn lại thì tôi lo, công ty lo. Đó thì đó rất là nhiều cái hay cho con xe này. Và thêm cái nữa, con xe này đóng thùng bên công ty Khanh đóng thùng em là option nguyên cái phần bên ngoài gần như là inox hết, rất là đóng rất là đẹp. Chúng tôi Khanh sẽ quay chi tiết cho anh em mình. Rồi mình sẽ quay vào cái phần chính là mình sẽ review cả hai cái mẫu xe này nó có những cái gì đẹp và chưa đẹp nên cần cải thiện. Thì cái thứ nhất bên đây tay phải của Khanh thì một cái mẫu rất là quen thuộc với anh em mình rồi. Nếu anh em Khanh không nói thì chắc chắn nhiều anh em sẽ nhìn lầm là cái con xe này là con N650 Blade. Đó, con đó sử dụng động cơ của Cummins, nhưng mà cái con này thì nó khác nha. Đó, nó nếu mà chỗ này thì nó số lượng do xe nó mới thì chắc nó chưa kịp dán lên chưa cái số loại, đáng lẽ nhà máy dắt lúc nào nó cũng dán số loại N200, N350, N650 hoặc là N800 đều dán, nhưng mà con này nó mới ra lò luôn, đóng thùng xong là Khanh cho về đây luôn, quay video giới thiệu cho anh em mình trước rồi Khanh sẽ dán sau cho anh em mình nha. Đáng lẽ chỗ này phải N680 thì đó là tải trọng nó vẫn là 6,5 tấn, thùng dài vẫn là 6,2 m. Đó, nó chỉ khác cái con máy Cummins là nó sử dụng động cơ Đức thôi. Đó, thì anh em thấy cái phần cabin rất là cứng cáp, nhìn rất là quen thuộc với anh em mình. Và thêm một cái nữa, cái nâng cấp lúc trước á, con N650 á, Blade thì nó sử dụng cái gọng gương là nó hơi bị dài, nó hơi bị thô, nhưng mà sau khi nghe phản hồi từ khách hàng nên là có con N650 Blade hoặc là con N680 này nó đã thay đổi cái gọng gương. Như anh em thấy rồi, anh em đứng chính diện lại thì thấy cái gọng gương mình nó sẽ được ngắn, làm ngắn lại, và gọng gương này, cái gương này là gương y như là trên dòng Isuzu á, thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Nhìn con xe mình nó cứng cáp hơn cực kỳ luôn. Đó, nhìn cái mẫu xe mình thấy không? Đó, hai gương phản gương rồi. Nhìn xe mình nó ưng bụng hơn luôn, ưng bụng liền luôn. Đó, thì cái đèn vẫn là đèn halogen, kết hợp xi nhan đèn mây trong một cụm đèn phía dưới, chúng ta cái đèn cản là bằng nhựa này. Đó. Đó là phần đầu đèn xe nha. Khanh nếu mà cho điểm thì Khanh sẽ thấy con này điểm con xe thiết kế này có dắt cái thiết kế đẹp hơn. Qua phần bên con xe Phao. Thì con xe Phao mình anh em thấy mà nó thiết kế từ trước giờ của Phao nó là vậy rồi, nó cũng không thay đổi nhiều, vẫn là logo số 1. Tại vì con bên cái dòng Phao bên Trung Quốc á là nó chạy rất là nhiều, chẳng qua khi mà về Việt Nam mình ít người làm thị trường và ít nên là ít người biết đến, nhưng mà thực chất bên Trung Quốc á họ chạy xe Phao rất là nhiều, Phao với dắt là nhiều, nên là họ tự tin cái thương hiệu họ là số 1, nên là họ để như thế này là cái thương hiệu số 1 bên Trung Quốc nè. Đó, cho anh em hiểu. Đó, cái phần mặt nạ phía trước cái này anh em thấy là bằng mũ, nhưng mà mũ này mũ rất là cứng nha. Đó, đây là bằng sắt nè, cản này là bằng cũng bằng mũ nhưng mà mũ cứng nè. Đèn tuy là cái đèn nó không đẹp nhưng mà đèn nó cũng rất là sáng nha, đèn halogen đa chấu.
và với lại cái đèn cản thì nó sẽ to hơn đèn dắt, nhưng mà cái đèn chiếu sáng thì nó sẽ không bằng đó. Như anh em thấy lúc trước cái con dắt mình đó là gương nó giống như vậy nè, đó gương nó, cái dòng gương nó dài thần lòn ra như thế này. Thứ nhất đi là nó không được thẩm mỹ, cái độ thẩm mỹ nó không có, không bằng như con kia. Và thứ hai nó rất là vướng, chạy xe cảm giác nó phải canh. Anh em thấy nó lồi ra so với cái phần thùng là, anh em thấy không, một khoảng như thế này chắc là khoảng gần 40 cm bốn tốc đó, thì nó rất là cho anh em tài xế chạy rất là mệt, phải lúc nào phải canh như thế. Như cái này thì nó gọn hơn, anh em thấy không, như đây chừng đâu chừng gang tay canh này, nó gọn hơn hẳn, nó gọn rất là gọn này. Cái này vẫn độ qua đây được nha. Đó, anh em nào thích con xe phao nhưng mà lại thích cái gọng dắt thì liên hệ Khanh sẽ làm cho anh em mình đổi qua, Khanh sẽ đổi qua cho anh em mình nha, được hết á, Khanh làm được hết. Nên là anh em mình cứ có nhu cầu gì cứ liên hệ Khanh nha. Rồi qua phần bên hông thì anh em thấy phần bên hông là cả hai dòng xe này nó sẽ có bộ tem riêng của nhà máy mình, dắt là trước giờ là dắt tem ba màu, còn như bên đây là kêu là con phao này số loại là phao Tiger. Phao Tiger thì anh em nhìn nó ná như con cọp đây nè, đó con cọp này nó chưa rõ, nhìn mình mường tượng ra là con cọp đó, nhưng mà cái tem nó là vậy. Và phía dưới chúng ta sẽ có cái đèn báo rẽ nè, đèn xi nhan, cả hai xe đều có, nhưng mà con xe dắt thì nó có thêm miếng phản quang ở đây đó. Tuy là một chi tiết rất là nhỏ nhưng mà nó sẽ có thiện cảm hơn. Về phần lớp xe thì anh em mình thấy cả hai lớp xe này sử dụng chung một cỡ lớp là 825/16, nó bằng nhau thôi đó anh em ơi, 825/16. Thằng này xài lớp cao su Vina và thằng này cũng xài lớp cao su Vina luôn. Nói chung về phần lớp xe thì cả hai con xe này bằng nhau. Rồi về phần tay nắm cửa, một phần cũng khá là quan trọng. Như anh em thấy cái tay nắm nào đẹp không? Một thằng nằm ngang, một thằng nằm đứng. Đó, Khanh thấy là cái con phao này đẹp hơn nè. Như thế này thì nhìn xe mình nó nhìn đẹp hơn, sang trọng hơn, mới lạ hơn, phá cách hơn. Đó, rất là đẹp. Tuy rằng nó như nhau, nếu mà hai xe này nó cho cùng nằm chiều thì nó như nhau thôi. Nhưng mà Khanh vẫn thích thiết kế kiểu này. Đó, còn anh em thích kiểu nào thì cứ bình luận phía dưới phần video nha. Rồi qua cái phần tiếp theo cực kỳ quan trọng chính là cái phần thùng xe. Cái đưa những cái phần thùng xe này là gần như là cái then chốt để anh em đưa ra cái quyết định của mình khi mà mua con xe tải, thùng nó có đáp ứng được đủ điều kiện của mình chở hàng hay không nha. Rồi thì con xe phao nói trước đi, con xe phao nó có kích thước thùng dài là 6m2 đó, mình đóng được là 7 bấn mở, mỗi bên là 3 bấn, về bề ngang của nó là 2m1 30 và chiều cao nó là đúng 2m. Đó, lột lòng, kích thước anh đang báo lột lòng, nhưng mà cái con xe phao bên Khanh đóng hiện tại đang có chương trình khuyến mãi là đóng cái biên inox này, cái biên inox này, cái bao bẩn inox này, tay khố bản lề inox này, anh em thấy không, rất là đẹp. Nhìn cái con xe mình từ xa cực kỳ đẹp, rất là sáng, xe mình chất lượng hẳn lên, nhìn xe mình giá trị nó hàng tốt hẳn, cao hẳn luôn. Còn cái riêng về cái dòng xe dắt N680 này thì anh em sẽ thấy con xe mình tuy là kích thước thùng nó vẫn như vậy, nhưng mà cái thùng mình là thùng tiêu chuẩn thôi. Còn như anh em muốn thùng option thì chúng ta sẽ bỏ ra một số tiền nữa, chúng ta sẽ có cái thùng tốt hơn. Chúng ta có, vì hiện tại thùng nhà máy nguyên bản như thế này, chúng ta sẽ có thùng tiêu chuẩn là vách trong là tôn kẽm, vách ngoài là inox 430, sàn chúng ta sẽ là sàn sắt, khung bao bẩn cũng bằng sắt, con lươn cũng bằng sắt, trụ cũng bằng sắt, đạn cũng bằng sắt hết đó. Thì cái phần thùng cái con xe này cũng đóng được 7 bấn mở đó, nhưng mà cái con xe này nó có một cái nữa là hơn con xe phao ở chỗ là cái thước thùng bề ngang, tuy rằng nó bằng nhau 6m2 và chiều ngang của nó cũng là 2m1 30, và hơn cái là chiều cao, thằng này được 2m1, cao 2m1, thằng này nó chỉ cao 2m thôi. Đó là cái lợi thế của con xe dắt này đó, cao hơn nha. Đấy, về phần thùng cao hơn. Rồi về phần bình nhiên liệu thì anh em thấy rồi, cả hai con xe này nó đều có cái bình nhiên liệu làm bằng, con này làm hợp kim nhôm, này là bằng sắt. Này theo Khanh thấy là đây điểm cộng rồi, rõ ràng không phải bàn cãi gì cả. Và tiếp theo là do cả hai dòng xe này đều sử dụng hệ thống khí thải Euro 5 nên là nó sẽ có cái bình nước xử lý ure ở đây đó. Thì nhiều anh em kêu Khanh cắt sao không cắt, thì Khanh cũng nói luôn anh em mình là người ta thiết kế sẵn cái động cơ mà nó thích hợp với cái bình nước ure này có rồi, nó sẽ tốt hơn. Còn như anh em muốn cắt thì không cắt được thôi, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng cái động cơ và cái nhiên liệu mình cho ra môi trường nó sẽ không được sạch so với chúng ta có cái bình nước này. Tuy rằng nó hao hơn một xíu nhưng mà nó sẽ tốt về lâu dài, động cơ mình nó sẽ bền hơn. Thì cái bình nước này nó rơi vào tầm khoảng là
3 lít 100 cây số. Người ta tài xế người ta chạy người ta phản ánh là tầm đó, 3 lít 100 cây số. Còn anh em là muốn cắt thì cứ cắt thôi. Cái đó là ý kiến của từng anh em mình. Rồi cái đó là Khanh nói gần như là tóc hàng tọc về cả hai dòng xe này ưu nhược điểm. Bây giờ chắc phần khung gầm. Đó, phần khung gầm có cầu số. Thì anh em thấy bên kia bên xe phao Khanh thấy cái cầu nó rất là to này, cầu nó to hơn này. Có lẽ là do tải trọng. Tải trọng của phao này được 8 tấn thì họ trang bị cái cầu họ to hơn. Và dàn díp anh em thấy dàn díp cũng rất là khỏe nè. Đó. Anh thấy cái cầu xe phao là to hơn, díp ok. Đó, chắc do tải trọng, anh nghĩ là do tải trọng nó cao hơn nên là nó còn cầu khỏe hơn để chạy tải tốt hơn. Về cái phần xe dắt N650 Plus thì cầu nó có nhỏ hơn một xíu nhưng mà không đáng kể. Nhưng mà trên dòng N650 Plus anh em biết cái gì là khu về phần khung gặp nó lại lợi thế hơn xe phao không? Chính là phần chassis. Anh em thấy chassis rất là to nha. Chassis xe dắt cực kỳ to luôn. Cái việc to như thế này là cái việc chịu tải, chassis xe nó chịu tải tốt hơn. Nhưng mà Khanh không khuyến cáo anh em chạy quá tải. Chỉ chassis to hơn, chỉ làm điều này làm cho xe mình nó khỏe hơn, chạy hàng lâu dài bền tốt hơn. Đó, thì đó là những cái ưu nhược điểm mà Khanh phân tích cho anh em mình. Còn như anh em nào mà có ý kiến khác hay là những lời Khanh nói chưa đúng, nó sai với ý kiến của anh em, thì anh em cứ ý kiến bình luận phía dưới, Khanh sẽ rút kinh nghiệm để mà làm những clip nó tốt hơn. Sẵn đây Khanh nói luôn là cái kênh của Khanh nó gần đạt được 16.000 người đăng ký rồi. Rất là cảm ơn anh em đã xem video của Khanh. Và Khanh sẽ có một cái chương trình khuyến mãi là từ hôm nay, từ clip này luôn, Khanh sẽ khuyến mãi cho anh em mình là 30% cái bảo hiểm dân sự. Thì để mà từ đây cho tới đủ 16.000 người đăng ký đó thì Khanh sẽ tặng cho anh em. Anh em nào đang chạy xe mà gần hết bảo hiểm dân sự thì cứ liên hệ Khanh sẽ giảm 30% giá trị của bảo hiểm nhân sự cho anh em mình. Từ đây cho tới Khanh đạt được 16.000 người đăng ký nha. Đó, anh em nào xem nhớ coi lại cái bảo hiểm xe của mình hết thì cứ liên hệ Khanh sẽ viết cho anh em mình giảm trực tiếp cho 30% trừ vào giá luôn. Rồi về cái phần nội thất đây à, thì nội thất con xe Phao Tiger thì anh em thấy rồi, nó là ghế da, nhưng mà da này là da simili thôi, nó không được xịn sò. Đây, chưa dán chưa bọc luôn à. Xe nó mới về nên Khanh cũng chưa vệ sinh dọn dẹp. Phanh lock kê đây, hộp số là 6 tiếng một lùi. Thì cái con xe này nó sử dụng động cơ Well Drive với dung tích máy là 3.660, một cái động cơ cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu số 1 bên Trung Quốc luôn. Về cái phần vô lăng thì vô lăng anh em thấy vô lăng cũng rất là đẹp, vô lăng 4 chấu tích hợp như tăng giảm năng lượng đây. Đây, 4 nút luôn. Nghe gọi. Cái này nó có kết nối Bluetooth nè, nên là nó có tích hợp nghe gọi ở đây luôn nè. Đó, anh em thấy rất là hay nha. Về phần đồng hồ anh em sẽ thấy chúng ta sẽ có hai cái đồng hồ hơi ở đây. Đồng hồ km, đồng hồ vòng tua máy, đồng hồ nhiên liệu và đồng hồ nhiệt độ động cơ. Đó, đây chúng ta sẽ có bình nước ure, đồng hồ báo đường đồng nước ure và đồng hồ bình. Đó là cái phần mà nếu mà chất cái nội thất của xe này thì nó sẽ không bằng nội thất của xe dắt đâu. Thì tùy anh em đưa ra cảm nghĩ cái thẩm mỹ của từng mỗi người nữa, nên là anh em nào đang xem đang có nhu cầu thì cứ cho cái ý kiến dưới đây để nhiều anh em khác xem để mà góp ý cho anh em khác nha. Bây giờ mình sẽ qua phần nội thất con xe dắt. Rồi bây giờ mình sẽ qua phần nội thất con xe dắt để mà review cho anh em mình. Thì do cái dòng này là dòng xe mới được ra lò như Khanh nói rất là nóng, thì anh em thấy rồi, ghế nó chưa tháo ni lông nữa nè, tháo bịch ni lông nữa đó. Và cái lợi thế của xe này chính là cái phần giường nằm, nãy giờ Khanh quên nói cho anh em mình, chính là cái giường nằm phía sau của giờ N650 Plus à, nó có giường nằm cho Khanh N680 chứ quên đó, Khanh nổ máy luôn cho mát, chứ nãy giờ quay video rất là nóng. Rồi cái vô lăng thì con này sẽ không
cái vô lăng nếu mà cầm nắm thì khăn xích cái vô lăng này hơn, nhưng mà trên cái vô lăng này nó sẽ không có nhiều nút bấm như thằng phao, nó chỉ có tăng giảm âm lượng và điều chỉnh như là ra từ radio sang qua đài FM thôi, đài FM hoặc sang qua USB thôi. Còi thì tích hợp dưới đây. Xe mình thì có đồng hồ, thì theo Khanh đánh giá thì đồng hồ xe này nó sẽ đẹp hơn một xíu so với xe phao. Chúng ta sẽ trang bị nó con có đồng hồ nó sẽ nhìn cân đối hơn. Hai đồng hồ hơi, đồng hồ km, đồng hồ số km đi được, vòng tua máy, đồng hồ nhiên liệu và đồng hồ nhiệt độ. Chúng ta sẽ có cái đồng hồ cũng báo đồng hồ nước UV luôn. Và thêm một cái lợi thế nữa chính là cái cửa sổ trời của con xe này nó có nữa này. Xe N680 nó có cửa sổ trời. Khi mà anh em đi vào đường mát, đường ban đêm, chúng ta mở ra, nó sẽ lấy gió, nó chia làm hai bên, bên tài và bên phụ, sẽ mát hơn, chúng ta sẽ tắt máy lạnh đi, đi sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn rất là nhiều. Đó, anh em thấy con xe nó có nhiều cái hay và cũng nhiều cái không chưa hay. Đó. Này, tôi ngã lưng rất thích nha, ngã lưng hết cỡ luôn. Con xe này ví dụ như anh em nào mà đi đường dài đi, hai người đi, đó, Thành kéo lên đây, ví dụ nha. Thành cho một người nằm ở đây, cái đầu quay lên kia, một người, rồi tài xế nằm dài ngủ. Đó, anh em thấy thoải mái chưa? Con xe kia đâu có làm được đâu. Con xe kia nó thứ nhất á là nó cái vách ngăn nó ngay đây, nó không có giường nằm, cái vách ngăn nó ngay đây thì nó chỉ ngã tới đây là hết cỡ thôi. Mặc dù anh em đã kéo cái ghế mình lên cao hết cỡ, anh nghĩ ngã tới đây là hết cỡ thôi. Cùng lắm ngã thêm được xíu như vậy thôi. Đó thì nó cho cái tư thế nghĩ nó không thoải mái, với lại cái ghế của nó không có dày như cái ghế dắt đâu. Ghế dắt thì nó dày hơn rất là nhiều, đây dày hơn và có hai cái bệ, hai cái gù bên đây nữa, anh em rất là thoải mái nữa nè. Nói chứ nãy giờ Khanh so sánh cũng nhiều, con xe nào nó cũng có cái lợi, cái hại, cái ưu điểm, cái nhược điểm đó. Còn như anh em nào mà muốn biết chính xác, muốn trải nghiệm cái dòng xe nào thì cứ đến với công ty của Khanh để mà trải nghiệm và đưa ra cái quyết định cuối cùng là gặp Khanh để mà Khanh sẽ chốt cho anh em mình con xe đó. Bây giờ chắc Khanh sẽ kết thúc video này đây. Khanh xin báo giá lại cho anh em mình luôn nhé. Thì con xe dắt N680 này hiện tại đang có giá là 611 triệu trừ đi 22 triệu tiền khuyến mãi thì còn là 589 triệu giá xe thùng chưa giấy tờ. Ở đây Khanh báo giá là xe thùng nha anh em, còn giấy tờ thì tùy theo tỉnh, rồi nó sẽ có cái mức giá khác nhau, nên Khanh không thể báo trước được. Đó là trừ 22 triệu, còn là 589 triệu. Còn em xe pha bên đây thì hiện tại đang có giá là 645 triệu, khuyến mãi 100% chi phí giấy tờ, tặng con cam hành trình, bọc ghế da, rồi lốp vô lăng xuất sàn, rồi bình nước UV này nọ các kiểu đó. Nên là anh em nào muốn biết thêm gì cứ gọi cho Khanh, Khanh đã báo giá rồi. Bây giờ chắc Khanh sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.